Tiểu sử nghệ sĩ hài Thanh Nam, hai lúa chính hiệu của showbiz Việt. Nhắc đến danh hài Thanh Nam, khán giả lại nhớ đến một nghệ sĩ hài hước theo kiểu rất Nam Bộ. Chú là một trong số hiếm hoi nghệ sĩ hài thành công trong lĩnh vực điện ảnh sau hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp sân khấu cải lương. Chẳng cần những hình ảnh hào nhoáng, chú chỉ từ tốn trong bộ bà ba mộc mạc, cách nói chuyện chậm rãi, lâu lâu phát một câu làm khán giả cười đau ruột. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để cập nhật những video mới nhất hoàn toàn miễn phí nhé! Duyên phận với hài kịch. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam, tên thật là Phạm Hoàng Nam, quê ở Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trong một gia đình có 6 anh chị em. Ngay từ nhỏ, Thanh Nam đã sớm bộc lộ niềm đam mê sân khấu khi tất cả những chương trình văn nghệ của Đoàn Văn Công về biểu diễn, chú đều tìm cách xem cho bằng được. Năm 17 tuổi, chú theo Đoàn Văn Công huyện Châu Thành rồi được thọ giáo với những nghệ nhân như Từ Bé, Sáu Trăm, học hỏi nhiều bài bản cải lương. Về sau, chú chuyển sang đoàn Dạ Lan Hương. Từ đây mới rẽ qua làm hề như một duyên phận. Ấy là hôm kép hề trong đoàn bị bệnh, bà bầu liền đẩy chú lên đóng thay vai trong vở Lưu Bình Dương Lễ. Không ngờ, ngay trong đêm đầu tiên, nghệ sĩ Thanh Nam đã bộc lộ năng khiếu bẩm sinh diễn vai hề quê tỉnh Rụi theo kiểu tưng tửng, khiến khán giả một phen cười muốn bể rạp. Sau buổi diễn, khán giả toàn nhớ anh hề ốm nhom, kháo nhau ầm cả chợ. Từ đó, chú chuyển sang hẳn diễn hài và cái tên danh hài Thanh Nam ngày càng được nhiều người biết đến. Làng hài miền Nam lại thêm một thành viên không đụng hàng, mang đậm nét tính cách của người nông dân Nam Bộ, trần chất, mộc mạc mà gần gũi lạ lùng. Nhưng cũng từ đây tàn vỡ giấc mộng kép đẹp của Thanh Nam, vì bà bầu bắt chú đóng hề luôn, không cho đổi chỗ. Nổi danh khắp các tỉnh miền Tây. Cho đến khi đoàn Dạ Lan Hương sát nhập với đoàn Kiên Giang 2 năm 1978, rồi đến đoàn Nhân dân Kiên Giang năm 1980 và trở thành đoàn mạnh nhất miền Tây thời đó, với lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, ca hay diễn giỏi, Thanh Nam đã nổi danh qua hàng chục vai hài trong nhiều vở tuồng cả bi và hài, như Tư trong vở Tìm Lại Đứa Con, Hạ Sĩ Sành trong vở Tình Người Trên Chiến Trận, vai Tám trong vở Tìm Lại Cuộc Đời, Cậu Tân trong vở Tô Ánh Nguyệt, ông Phủ Trần trong vở Lan và Điệp. Thanh Nam làm khán giả mê mẩn bằng lối diễn hài tỉnh Rụi, không thèm nhoi nhoi, lạm dụng hình thể. Chú chỉ cần nhả chữ là khán giả cười dần dần. Nét diễn, chất giọng, ngay cả hàm râu của chú cũng gợi nhớ danh hài Thanh Việt thuở nào. Thì vậy, chú nói, thế hệ của tôi mê Thanh Việt từ dọm dữ lắm. Mấy ông này mà diễn cứ gọi là cao thủ, tưng tửng mà đi vào lòng người. Từ năm 2001, danh hài Thanh Nam bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực truyền hình khi chú tham gia vai chính trong phim Chuyện Tình Bên Dòng Kênh Sáng, được công chiếu vào năm 2002. Với bộ phim này, nghệ sĩ Thanh Nam được xem như một phát hiện mới của làng điện ảnh. Thành danh nhờ chất hai lúa. Năm 2007, nghệ sĩ Thanh Nam và nghệ sĩ Kim Ly Mét là hai nghệ sĩ ưu tú đầu tiên của tỉnh Kiên Giang. Trong những năm đó, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình, truyền trị những vai nông dân hài hước như Mua Láng Giềng Gần, Về Quê Cưới Vợ, Tình Xuân, Cô Nàng Nặng Cân, Tay Chơi Miệt Vườn. Chính vì vậy, hãng phim TFS tiếp tục mời chú góp mặt trong các phim Tiếng Chuông Trôi Sông, Người Đánh Trống Trường. Rồi tới hãng phim Sài Gòn mời chú vào phim Lấy Vợ Sài Gòn, Bác Ba Phì Thời A Còng. Nhưng phải đến phim Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa thì cái chất hai lúa được Thanh Nam nhập vai ngọt xớt và tên hai lúa đã trở thành thương hiệu. Đi đến đâu, khán giả cũng gọi chú bằng cái tên Hai Lúa. Vai diễn để đời này đã giúp chú vượt qua các gương mặt điện ảnh trẻ để đoạt giải nam diễn viên chính được yêu thích nhất, giải thưởng HTV 2010. Và năm 2011, nghệ sĩ Thanh Nam nhận giải Cù Nèo Vàng, giải thưởng dành cho các nghệ sĩ hài đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả qua vai diễn Bác Ba Phì trong chương trình truyền hình Bác Ba Phì Thời A Còng. Nghệ sĩ Trần Đại Phú, thư ký tòa soạn báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam đã được đồng nghiệp và khán giả tặng cho danh xưng đệ nhất danh hài miền Tây khi chinh phục được khán giả thành phố Hồ Chí Minh ở đầu thập niên 90.
và đứng hạng 3 chỉ sau Bảo Quốc và Duy Phương trong cuộc trưng cầu ý kiến độc giả do báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh bình chọn năm 1991 và tiếp tục được giữ vị trí cao trong cuộc trưng cầu danh hài được yêu thích nhất năm 1995-1996. Nặng tình với cải lương. Kể từ lúc đắt show phim truyền hình, công việc ở đoàn cải lương tạm giao lại cho anh em, vì hiện nghệ sĩ Thanh Nam là phó đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. Thỉnh thoảng đoàn phim cho nghỉ ngơi vài ngày dưỡng sức là chú tức tốc đón xe về Kiên Giang. Ngày nào Thanh Nam cũng ở trường quay từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng hôm sau mới về đến khách sạn. Bở hơi tai với lịch quay ở các địa điểm, đôi khi chú nổi quạo với bản thân vì tham công tiếc việc, vì ham tiền, nhưng chú lại cho là nghệ sĩ đôi lúc cũng cần phải có tinh thần đó. Bản thân Thanh Nam luôn nơm nớp sợ mình rơi vào vòng xoáy kiếm tiền, chạy show sân khấu, không còn cơ hội được các đạo diễn phim ảnh mời mọc, nên vài lần một năm, chú phân thân ở hai nơi cho sân khấu và điện ảnh truyền hình. Suốt cả khoảng thời gian dài cải lương hoạt động cầm chừng, Thanh Nam vẫn trung tình với đoàn cải lương Kiên Giang. Nhiều lần Thanh Nam muốn từ chối chức phó đoàn, dồn hết tâm huyết cho chuyên môn, nhưng sự quý mến của mọi người làm chú không thể mở lời. Thời gian đó, ở Sài Gòn đóng phim, Thanh Nam mất ăn mất ngủ vì như đứng giữa hai dòng nước. Tâm nguyện của chú khi tuổi tác đã về chiều là được tự do làm nghề. Khi nào đoàn cần, chú sẽ có mặt. Với một người ăn ở có tình có nghĩa như Thanh Nam, từ chối lòng tin anh em đặt vào mình là điều thực sự làm chú đau lòng. Vì thế, vào năm 2011, nghệ sĩ Thanh Nam quyết định tiếp nhận nhiệm vụ trưởng đoàn để duy trì hoạt động của đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. Hạnh phúc giản sơ, tuổi xế chiều. Thanh Nam ở cái tuổi xế chiều vẫn cứ ham diễn. Sau hơn mấy chục năm gắn bó với nghề, một trong những điều khiến nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam tự tin để khoe với mọi người là chú có một gia đình bền vững, kinh tế cũng khá ổn định. Nhưng không vì thế mà chú hài lòng để về quê an hưởng tuổi già. Với Thanh Nam, phấn đấu lúc này chỉ để dành cho con cái. Cũng chính vì thế, chú đã không ngại một mình sống tạm ở khách sạn trong thành phố để làm nghề. Ngoài thời gian gắn bó ở sân khấu kịch, đoàn phim, chú dường như chỉ ở trong khách sạn mỗi khi rảnh rỗi để không làm phiền tới ai. Hỏi về cách sống, danh hài Thanh Nam chỉ tự nhận mình là người sống thật, ăn thật, nói thật, thậm chí nhậu thật nên mới được mọi người yêu thương. Nghề này vốn bon chen nên phải phấn đấu, phải sống thật thì mới may tồn tại lâu. Ai sống sao tôi không biết, riêng tôi sống thật từ ngoài đời lên sân khấu cho tới điện ảnh. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam thường rất quan tâm đến công tác từ thiện, bởi theo chú, nghệ sĩ làm từ thiện chính là làm đẹp cho đời, đồng thời cũng giúp cho mình có nhiều niềm vui hơn khi biết chia sẻ những nỗi khổ của người khác. Nhắc đến Thanh Nam, không ai quên được người phụ nữ nhỏ nhắn luôn bên cạnh chú. Người phụ nữ mà thoạt đầu khán giả tưởng là bồ nhí của chú, hóa ra vợ của nghệ sĩ Thanh Nam chính là nghệ sĩ cải lương Y Phương cùng hoạt động trong đoàn cải lương Kiên Giang, người đã cùng Thanh Nam chia sẻ vui buồn cuộc sống gần 30 năm qua. Bao năm nay, dù là tiếng hát chủ lực của đoàn, nhưng Y Phương luôn đứng sau lưng chồng, là hậu phương vững vàng cho chồng. Nói về người phụ nữ của đời mình, Thanh Nam cho biết, tôi đâu bà đó, quen rồi, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khỏe mạnh cũng như bệnh tật, nhìn thấy bà là tôi lên tinh thần. Tôi mong sẽ giữ được hạnh phúc đơn sơ này đến cuối đời. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!